lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Green Farm, top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon. Thank you.
dancers. À, đó các bạn. Qua dính bùi yêu chưa? Mặt em qua thì sao? Em cổ vũ thụt cả coi đó anh ạ. Thụt cả coi đó anh ạ. Thụt cả coi. Ôi, con yêu cô. Có gì mà sợ yêu say? Có gì mà sợ yêu say? Dữ rồi, trời ơi, em ngồi dưới em coi thực sự là rất là xúc động luôn. Một tiết mục được kết hợp rất là đặc biệt giữa âm thanh ánh sáng và nhạc cụ dân tộc, và được phối theo kiểu world music, thì các bạn thấy là kết hợp tất cả những cái nhạc cụ hiện đại cùng với âm nhạc cổ truyền, nó là một cái sự giao thoa đúng nghĩa với tinh thần của Our Song chúng ta. Một tiết mục mang tính nghệ thuật cực kỳ cao, và một lần nữa một tràng pháo tay cho Orange và Thanh Lam đã mang đến một tiết mục rất mãn nhãn. Tập giờ cái bài này hai người đã làm việc với nhau như thế nào ạ? Mình có nên bật mí cái thời gian tập rất là ngắn ngòi của bọn mình không nhỉ em nhỉ? Ai cũng ngắn lắm bây giờ. Ai cũng làm hết. Nói, dạ nhiều khi mình dài hơn cái mình quê đó. Bây giờ mình nhận dài hơn là quê đúng dạ, không? Dạ. Thì làm với cả Orange cũng như tất cả các cái bạn đồng nghiệp đều là chỉ có mỗi hai ngày để chuẩn bị tập những cái vũ đạo và tập thật sự là tập với nhau. Lần đầu tiên có Thanh Lam ở trong Our Song. Cho nên là em cũng rất là áp lực ban đầu. Thì như anh nói là cô hát dòng nhạc của cô từ đó tới giờ, và đó là một cái đặc trưng của cô rồi. Thì bây giờ tưởng tượng một Thanh Lam hát trên nền nhạc Afro thì em cũng không có tưởng tượng ra được. Nhưng mà cuối cùng thì cô rất là cởi mở để mà nghe những góc nhìn của Gen Z tụi em. Cô cũng hỏi là làm sao học tập. Dạ đúng rồi. Cô cũng hỏi là làm sao để mà hát ra cái nhịp này. Cô cũng chỉ lại cho em là cái khúc này là con đừng có lên mũi nữa, con phải xuống ngực đi để cho nó thật là power. Thì trao đổi giao thoa giữa hai thế hệ. Một cái nữa mà em phát hiện ra ở cô Lam, một cái góc nhìn nó rất là con người. Tại vì bản thân em nhìn những cô diva, đối với em họ hát hay, xong rồi họ thành công, họ rất là hoàn hảo. Cho tới khi em gặp cô Lam, cô Lam hôm qua là cái gọi là chấn gì động. Ta? Chấn động. Chấn động. Cơn chấn động. Panic attack là gọi là khủng hoảng tinh thần. Tự nhiên cô Lam nói với em, thôi 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 con hát cô đi. Đi về cô nghỉ đi. Đi về cô nghỉ đi. Ủa thiệt hả? Em kiểu là cố gắng là tôi cũng đang bình tĩnh đấy. Ủa chị mà cũng lo lắng hả chị Lam? Đó. Trời ơi trời, tôi đâu có ngờ chị tôi mà lo lắng. Trời ơi trời, thiệt tình. Cú hồn chấn động luôn. Thương ơi là Thương. Trời hát hay mà hôm nay chịu nhảy nữa. Thì em nói thiệt á, em ngồi dưới em nhìn chị diện em vô cùng xúc động. Xin hỏi các vị OG và các bạn ca sĩ thấy sao ạ? Còn nói gì được nữa. Em hồi nãy á là chị Thanh Lam bật mí là chị Thanh Lam xem xong tiết mục đầu tiên của chị là động lực chỉ lên nhiều lắm. Tại vì thấy là tiết mục quá giỏi. Kinh khủng luôn. Kinh khủng luôn. Đột phá. Đó. Chị Lam nói là nhìn cái tiết mục của chị xong là phải vô tập điên đảo đó. Đó, tập kinh khủng luôn, áp lực kinh khủng đấy. Cô nói rằng là cô coi mà cô cảm động, cô xúc động lắm. Nhưng mà cô vừa nói mà cô vừa tập múa. Cô vừa nói nhưng mà cô rất là xúc động. Cô nghĩ rằng là đây là một phần trình diễn. Nó rất là tạo động lực cho cô. Mà thật ra có hai cái luồng suy nghĩ. Một cái luồng á, đứng ở tâm thế là một người em rất là yêu quý chị. Hôm nay em nhìn thấy chị như thế này em cảm thấy em rất là hạnh phúc. Bởi vì kết nối để giữa chuyên môn và thị trường sẽ không bao giờ có khoảng cách cả. Thì là ngày hôm nay không phải bất kỳ ai đã làm được, mà lại chính là một người người ta không ngờ tới. Đó là Thanh Lam, ngày hôm nay chị đã làm được. Cảm ơn em. Kết nối chị Thương Minh. Đấy là một luồng suy nghĩ, là một người em, một người đồng nghiệp nhỏ hơn chị. Và đây là một luồng suy nghĩ của đối thủ của chị. Thì tôi xin nói thẳng với tất cả các bạn, tôi bao nhiêu năm nay nhảy mệt lắm và hát nhảy đung đung. Mọi người đừng nghĩ rằng là tôi quen với điều này và bắt buộc rằng là bản thân tôi cứ phải như thế. Trong khi chị Lam ngày hôm nay chị lên chị kêu quá mà. Chị kêu quá mọi người, vote cho chị là không công bằng nhá. Eo ơi, eo ơi.
Đấy, cái bộ mặt thật lại hiện ra. Đấy, rồi. Bộ mặt thật ngay với Kiêu okay, chiến rồi, luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Đi pop luôn. Đấy, đấy. Đáp luôn. Chơi luôn. Chơi luôn, nhưng mà trước khi chơi vót trước tính sao nè. Có rồi. Thích bộ yêu không? Bên chỗ bắt đầu. Đây là lần đầu tiên mà Thanh Lam mạo hiểm là tham gia cuộc thi mà là khán giả muốn cho bao nhiêu điểm là mình sẽ chấp nhận và sẽ càng ngày càng phải cố gắng hơn để mà thu phục cái tình yêu của khán thính giả. Đây cũng là một cái đầy thách thức với cả Thanh Lam. Xin hãy vote đi mọi người ơi. Xin hãy khích lệ và vote cho Orange và Thanh Lam. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có gì mà sợ yêu sai? 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 Yêu sai. Có gì mà sợ yêu sai? Okay. Vâng, thưa quý vị, và một lần nữa bùa yêu với Orange và Tala. Thẻ VPBank lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.